câu thế kia thì còn gì là cá. Đây là cái đống gì? Đồ kiến này. Mối. Mối. Mối vậy là nhỏ đấy. Ở miền Đông Bình Dương Bình Phước có những tổ mối to như cái nhà. To như cái nhà. À. Ủa. Thế sao không phá nó đi? Hỏng hết.